anh em ơi. Nghiên cứu sao cho nó làm cái gì nó vui đi, giờ nắng nóng như thế này chán quá. Chủ nhật mà như thế này chẳng thấy vui, buồn lắm. Mình đưa vào đi. Giờ tính sao vậy? Thầy già, giờ tính sao đây đại ca? Ừ đúng rồi, nhà kêu có đêm buồn. Kêu kêu. Đại ca, cái gì vậy? Đại ca kêu mày gì? Có gì không đại ca? Nghe nói nhà em có đêm buồn phải không? Dạ. Bố em có cho em bao nhiêu không? Ờ. Giờ em đi ở đâu? Ở nhà. Bao nhiêu? Chắc khoảng 10 triệu á. Ừ. Giờ chán quá, anh em mình lấy số tiền đó, anh em mình kiếm chỗ nào mình đi chơi đi. Chỗ nào mà vui vui á. Chỗ nào mà nghe nói vui lắm người ta. Phố Bùi Viện. Bùi Viện hả? À đúng rồi, ở đó nghe nói là sang trọng lắm. Lắm. Ờ, sang trọng, gái đẹp nữa nè. Đúng rồi. Ờ đúng rồi. Em trả viện hết tiền đi. Ok. Được nha. Được. Nhưng mà có phải bố mẹ em cho em thật không? Có chứ, 10 triệu. 10 triệu á? Hay là em nói dối anh? Thật mà. Ừ, nếu mà thật thì em đi lấy đi. Ừ. Ok, em đừng cứ đi trộm nhá. Ok. Rồi, em chạy xe về lấy đi. Cái chân dài 3 mét không á? Đi lại, anh đợi ở đây nhá. Ok. Đi sớm về sớm nha. Đủ gì lại tiền ra. Lắm nhỉ, lò xe nhanh gì em. Đại ca à, chắc là em một thằng lên xe lạ. Rồi. Không biết gì vậy đại ca. Ôi thằng kêu nó bảo mình anh em mình chặt lại xe vừa chạy lên hướng này, chắc nó có chuyện gì hay sao á, cụp trộm tiền nó hay sao, thằng chạy xe đẹp á, chạy xe lạ á. Mình đi. Thôi em phải đi. Kéo có gì không ạ? À? Đâu, mình muốn ra chuyện. Cái gì vậy? Nó đánh mày hay là mày...
xe đánh mày. Hả? Gì thằng này? Em muốn nó chặt thằng này chặt xe. Xe đẹp lắm được à? Ủa? Không phải là nó đánh mày hả? Không phải. Tự nhiên em thích xe này. Vậy là hôm nay mày quậy tao gấp đâu, mày nói chuyện vậy như vậy mà mày chuyện vậy là chuyện bình thường như thế này rồi hả? Ừ. Ôi trời, tưởng nó đánh mày hoặc là nó lấy hết bao nhiêu số tiền mày về lại tiền sổ đền bù được chứ? Vậy còn tiền trong túi em còn mà. Vậy thì mày tính sao? Số tiền nó mua xe hả là mình đi chơi ở phố Bùi Viện? Tiến hôm nay khỏi đi, mình mua xe nè. Thôi. Đúng rồi đại ca, đúng mùi xe đấy. Xe này nhìn xe này, cái đầu này giống đầu đại ca luôn nè. Mày không thích xe luôn hả? Không thích xe á. Mày vừa nói cái gì tôi nghe. Nhìn đầu này này, giống đầu đại ca. Đầu mùi đại ca. Đầu đại ca đẹp đó. Đẹp. Nên cái đầu xe này đẹp. Đẹp. Đúng rồi, đẹp. Mình thoải khai tốt lắm. Vậy thì nó có làm gì mày phải không? Không phải. Ồ, xin lỗi, nó bắt tay nó đi. Bắt tay nó đi, làm quen luôn đi. Hello. Xin chào các bạn đã xem video của anh em mình. Nếu các bạn thấy hay, nhớ like và chia sẻ đăng ký kênh giùm mình nhé, để anh em mình có động lực làm thêm video mới hay nhất cho anh em cùng coi. Xin chào các bạn.